Sáng ngày 26 tháng 8, tại thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 4 tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ, hóa lỏng trên địa bàn huyện Tân Lạc. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng gồm Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 67, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng, Nghị định số 87, ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các thông tư nghị định quy định tiêu chuẩn của cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế, một số hành vi vi phạm về thủ tục hoạt động kinh doanh, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, niêm yết giá, vi phạm về sở hữu công nghiệp. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện nắm rõ về các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, chấp hành tốt các quy định về an toàn phòng cháy, tiêu chuẩn kỹ thuật của pháp luật quy định về lĩnh vực xăng dầu, tạo môi trường kinh doanh tích cực lành mạnh. Tại hội nghị, các tổ chức cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng đã ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng.